Cuối tháng 10 năm 2021, chính phủ đã ban hành nghị định số 93 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định này được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập vướng mắc đang tồn tại, nhất là trong vấn đề trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong công khai, minh bạch hoạt động vận động, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện chưa đầy đủ. Với những quy định mới khi vận động, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên phương tiện truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận, thời gian cam kết phân phối. Đồng thời người vận động gửi văn bản đến chính quyền cấp xã nơi cư trú thông báo về nội dung này để theo dõi và cung cấp thông tin cho các đối tượng có liên quan khi có yêu cầu. Là khi vận động thì cá nhân phải mở một tài khoản riêng tại ngân hàng đối với từ của vận động để tiếp nhận quản lý toàn bộ cái tiền mà vận động được và địa điểm và bảo quản cái hiện đối với hiện vật không được tiếp nhận thêm đối với khoản đóng góp mà khi mà hết thời gian tiếp nhận theo cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản là đã hết thời gian tiếp nhận một điểm quan trọng trong Nghị định 93 là cá nhân đứng ra vận động cứu trợ phải tự chi trả toàn bộ chi phí tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp, vân vân. Trường hợp tổ chức cá nhân đóng góp đồng ý thì cá nhân vận động được trích kinh phí từ nguồn vận động được nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện cũng được quy định là không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu phát động. Thời gian phân phối chậm nhất không quá 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận, trừ trường hợp thực hiện theo cam kết với tổ chức cá nhân đóng góp.